Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên chuyển giao 99 kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh. Hơn 1 triệu lượt người khám chữa bệnh năm 2017 tại các cơ sở y tế công lập. Nguy cơ gia tăng bệnh nhân tiểu đường sau dịp Tết. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về rối loạn tiêu hóa. Mục Cẩm nang y học, ấm trà ngày Tết. Cuối chương trình câu chuyện y tế, bí quyết sống thọ của người dân thôn Đào Dương, xã Đào Xá, huyện Ân Thi. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Trong năm vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã phối hợp với các bệnh viện trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tiếp nhận chuyển giao 99 kỹ thuật mới trong khám và chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, cũng như tạo sự thuận lợi, kịp thời, giảm chi phí cho người bệnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công nhận là bệnh viện hạng 1 từ tháng 8 năm 2015, với quy mô 500 giường bệnh, với trên 600 cán bộ, nhân viên y tế, mỗi ngày đón tiếp trên 500 lượt bệnh nhân đến thăm khám. Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân thuộc các tỉnh lân cận như Hà Nam, Thái Bình đến khám và điều trị. Trong năm 2017, bệnh viện đã triển khai 99 phương pháp kỹ thuật mới, trong đó có nhiều kỹ thuật mới hiện đại được các bệnh viện Việt Đức, Tim Mạch Hà Nội, Bạch Mai chuyển giao như kỹ thuật bơm xi men thân đốt sống, mổ u tủy sống, máu tụ trong não. Đặc biệt, trong tháng 1 vừa qua, bệnh viện đã thực hiện chuyển giao thành công kỹ thuật nút mạch hóa chất trong điều trị ung thư gan do bác sĩ bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn. Việc chuyển giao những kỹ thuật mới hiện đại có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời giảm chi phí cho gia đình người bệnh. Năm 2017, ngành y tế tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các cơ sở y tế đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ y học trong khám và điều trị bệnh, đảm bảo cung ứng, chuẩn bị đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Trong năm đã có hơn 1 triệu lượt người khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh, hơn 182.000 lượt bệnh nhân được điều trị nội trú. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai sớm nên không để xảy ra dịch lớn và ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ngành y tế đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh lao. Theo số liệu tại khoa thần kinh nội tiết Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, những xáo trộn tất yếu trong ăn uống và sinh hoạt của người bệnh tiểu đường ngày Tết có thể khiến đường huyết của họ tăng cao. Điều này có thể làm gia tăng tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường nhập viện sau Tết. Hiện khoa còn tiếp nhận và điều trị nội trú cho hơn 20 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh nhân cao tuổi, chỉ số tiểu đường type 2. Theo các bác sĩ của khoa, vào dịp Tết, tâm lý nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái thường khiến cho mọi sinh hoạt cũng như giờ giấc, cách ăn uống của người bệnh dễ bị đảo lộn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự kiểm soát đường huyết và sức khỏe người bệnh tiểu đường. Để hạn chế nguy cơ này, các bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý lựa chọn đúng các loại thực phẩm cũng như cách chế biến phù hợp, đảm bảo giám sát thật tốt lượng đường huyết, nhất là khi có biểu hiện bất thường. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh, năm nào cũng vậy, sau Tết là thời điểm lượng bệnh nhân loạn thần vì rượu tăng cao. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Đức, trưởng khoa cai nghiện chất cho biết, thường sau Tết, lượng bệnh nhân ngộ độc rượu, sảng rượu tăng khoảng 40%. Đặc biệt những năm gần đây, lượng bệnh nhân dưới 40 tuổi loạn thần vì rượu ngày càng tăng cao. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mê sảng, nói linh tinh, thậm chí còn có trường hợp cầm dao tự rạch bụng vì ảo tưởng trong bụng mình có rắn. Lượng bệnh nhân bị hoang tưởng, ảo giác làm bị thương chính mình chiếm đến 15%. Loạn thần do rượu là bệnh hoang tưởng, ảo giác thường hình thành và phát triển trên người uống rượu nhiều năm. Bệnh nhân còn có thể mắc các bệnh đi kèm như viêm tụy, dạ dày, gan, não, tim, thận, mắt, phổi. Loạn thần do rượu thường rất hay tái phát vì người bệnh rất dễ tái nghiện. Do đó, sau Tết, lượng bệnh nhân này nhập viện thường rất tăng cao.
Làng Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, nổi danh xưa nay với nghề trồng và chế biến dược liệu có lịch sử trên 500 năm. Vị thuốc cúc hoa với tác dụng thanh nhiệt giải độc là một loại cây thuốc đặc trưng của làng nghề nơi đây. Hiện Nghĩa Trai có 55 trên 70 mẫu đất được sử dụng để trồng cây thuốc. Hoa cúc được trồng vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Các hộ dân sẽ bắt đầu thu hoạch đợt 1 vào tháng 11 và đợt 2 là vào khoảng giữa tháng 12. Cúc nơi đây còn được gọi là kim cúc hay cúc tiến vua. Hoa cúc được thu hái thủ công và tiến hành phơi sấy. Sau khi được sơ chế, cúc hoa được sử dụng làm trà hoặc nguyên liệu trong các bài thuốc. Hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Sử dụng trà hoa cúc hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày Tết, sẽ giúp mát gan giải độc cơ thể, chữa mất ngủ và có thể giảm lượng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Hưng Yên là tỉnh có bề dày truyền thống về y học cổ truyền, đặc biệt là việc sử dụng các bài thuốc nam trong khám và điều trị ngày càng được chú trọng quan tâm. Theo báo cáo của Hội Đông y tỉnh, hiện tỷ lệ sử dụng thuốc nam trong điều trị tại tỉnh ta đạt trên 50%. Năm 2017, Hội Đông y tỉnh với 821 hội viên đã tích cực khám chữa bệnh phục vụ người dân với tổng trên 700.000 lượt khám chữa bệnh. Diện khám bệnh và điều trị bằng y học cổ truyền đạt hiệu quả bao gồm các bệnh phong tê thấp, liệt nửa người sau tai biến, các bệnh xương khớp. Đáng lưu ý, tỷ lệ sử dụng thuốc nam tại các phòng khám trên là 50%. Đặc biệt, có một số phòng sử dụng thuốc nam đạt 100% như phòng khám của Lương Y Trần Văn Phương ở Hội Đông y huyện Ân Thi, phòng khám của Lương Y Nguyễn Hoa Dương ở Hội Đông y huyện Phù Cừ. Chất lượng khám và điều trị bằng y học cổ truyền có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ khỏi bệnh ngày càng cao, trang thiết bị thủ thuật được các phòng khám đầu tư mua sắm thêm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tình trạng thiếu bác sĩ đã diễn ra ở một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh ta từ nhiều năm nay. Ân Thi là một trong những đơn vị như thế. Hiện tại, Trung tâm Y tế Ân Thi có 107 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 18 bác sĩ. So với chỉ tiêu mà Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt là 25 bác sĩ, thì số bác sĩ mà Trung tâm Y tế Ân Thi còn đang thiếu là khá nhiều. Không chỉ thiếu về số lượng, mà chất lượng bác sĩ của trung tâm cũng còn hạn chế. Toàn trung tâm có 1 thạc sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa 1, song hầu hết được đào tạo chuyên tu, chỉ có duy nhất 1 bác sĩ tốt nghiệp chính quy. Do tình trạng thiếu bác sĩ mà từ nhiều năm nay các kỹ thuật ngoại sản của trung tâm không thể hoạt động. Việc thăm khám cho bệnh nhân tại khoa khám bệnh cũng phải huy động các bác sĩ từ các khoa phòng liên quan. Tết là dịp cả gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau, nhưng Tết cũng là thời điểm mà nhiều người gặp phải những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là những bệnh lý đường tiêu hóa do chế độ ăn uống không điều độ. Để hạn chế tình trạng rối loạn tiêu hóa trong dịp Tết, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Sáu, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, tại sao Tết lại là cái thời điểm mà chúng ta dễ mắc cái chứng rối loạn tiêu hóa? Tết là cái dịp mà tất cả mọi cái sinh hoạt của tất cả các cái thành viên trong mọi gia đình đều bị đảo lộn. Từ giờ giấc cho đến các cái bữa ăn, thời gian ăn, chế độ ăn. Đấy, chúng ta tập trung cho những cái việc là chúc tụng, ăn uống rất nhiều. Cũng như là đến mỗi đến dịp Tết thì tất cả các gia đình người ta đều chuẩn bị dự trữ rất là nhiều lương thực, thực phẩm. Và có thể trong cái quá trình đó cái bảo quản không đảm bảo thì nó cũng là những cái điều kiện mà làm cho cái quá trình ăn uống rồi cũng như là cái tỷ lệ gặp rối loạn tiêu hóa ở dịp Tết là nó sẽ cao hơn là những ngày bình thường. Thưa bác sĩ, vậy thì rối loạn tiêu hóa có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Khi mà một người mà nghĩ đến bị rối loạn tiêu hóa thì thường bị những cái triệu chứng như sau: là nôn, là sốt, là tiêu chảy. Một người thì có thể là bị chỉ có thể là có khi là đau bụng thôi, nhưng cũng có khi là cả đau bụng cả nôn, tùy cái mức độ là cái tình trạng là nhiễm độc của bệnh nhân đối với cái tác nhân gây bệnh là gì cũng như là cái mức độ độc tố của nó đến đâu. Sau khi ăn uống những cái đồ ăn thức uống mà có thể một người bị như thông thường, nếu như mà do đồ ăn thức uống thì có thể những cái người cùng ăn là bị. Và cái thứ hai nữa là khi người ta bị những cái triệu chứng đấy, nếu như mà để nặng kéo dài thì có thể thêm các biến chứng. Ví dụ như là khi người ta sốt cao thì người ta có thể co giật, khi người ta ỉa chảy nhiều quá người ta có thể tụt huyết áp. Thưa bác sĩ, rối loạn tiêu hóa thì có thể nhầm lẫn với một số căn bệnh nào khác không ạ? Rối loạn tiêu hóa thì về mặt cơ bản là cũng rất là dễ chẩn đoán, bởi vì thường người ta sau ăn những cái bữa ăn rồi là cùng có một số người cùng ăn cùng bị. Tuy nhiên là có một số cái bệnh lý
là mọi người phải rất là chú ý, đặc biệt là rất nhiều trường hợp bệnh nhân viêm ruột thừa là cũng có những cái biểu hiện là nôn, là sốt, là đau bụng. Đấy, có một số trường hợp nữa là rối loạn tiêu hóa. Thế thì những cái trường hợp đấy thì chúng ta phải theo dõi và đánh giá rất là kỹ, bởi vì nếu như đúng là viêm ruột thừa thật thì mà không có cái biện pháp can thiệp ngoại khoa thì đôi khi lại để nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả một vài lời khuyên để phòng tránh tình trạng rối loạn tiêu hóa trong dịp Tết này ạ. Để khắc phục cái tình trạng rối loạn tiêu hóa trong dịp Tết thì trước hết là chúng ta đảm bảo cố gắng là duy trì cái lịch sinh hoạt như thường ngày. Khi ngộ độc thức ăn là chủ yếu là do nhiễm các cái độc tố từ các cái vi khuẩn từ ngoại cảnh thôi, nên chúng ta cứ đảm bảo lựa chọn được cái nguồn gốc thực phẩm tốt, sạch, vệ sinh, cũng như là đảm bảo trong quá trình chế biến là chúng ta đã giảm thiểu được phần lớn cái nguy cơ bị ngộ độc rồi. Và một cái nữa là khi chúng ta xuất hiện các triệu chứng thì tốt nhất các bạn nên đến các cơ sở y tế gần nhất để có thể được khám, được điều trị một cách đúng theo những cái phác đồ điều trị để đảm bảo an toàn nhất. Cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Uống trà thưởng trà đã trở thành một nét văn hóa của chúng ta mỗi dịp Tết đến xuân về. Đầu năm mới bên chén trà, mọi người chúc nhau vạn sự như ý, mọi điều tốt lành. Trong một kho tàng y học số này, Lương Y Đỗ An Ngợi, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số loại trà thảo dược giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể nên dùng trong dịp Tết này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái cách uống trà như là một bài thuốc. Đầu xuân năm mới thường người ta thưởng thức cái trà này để người ta thấy được cái con người ta mát mẻ, đón một cái xuân mới. Làng thuốc thì trong cách ăn, cách uống nước thì người ta thường là dùng bài thuốc. Pha chè thường nó có mấy cái vị như thế này: chè mạ, cúc hoa, kỳ tử, cam thảo và nhát. Đã tới làng Nghĩa Trai là tới làng hoa cúc. Cúc này thì vua Lý Thần Tông mang về đây, giao cho nhân dân làng Nghĩa Trai này tự cường dân tộc, khỏi phụ thuộc vào số nước khác về thuốc. Thế thì sau đó các lang y người ta kết hợp những cái kỷ tử này của Trung Quốc. Cái này là kỷ tử của Trung Quốc. Những cái kết hợp này người ta chữa những cái bệnh như là mắt kém này, rồi chảy nước mắt này, huyết áp cao này, rồi là uống lâu thì là chống được cả viêm đại tràng này. Người ta gọi là dược phẩm thượng hảo hạng. Những người uống không quen này, người ta cho vài nhát cam thảo vào để cho nó tính chất nó ngọt, nó dễ uống. Thế thì cái vị cam thảo này là tính ôn nhưng bình thôi. Thế thì nó giải, cũng là giải độc, một trong những vị thuốc giải độc. Không có kỷ tử có thể uống trà mạn với cúc hoa không cũng được. Cách pha là người ta cho một cái, người ta có thể nói là khoảng 10 cái cánh cúc này, hoa cúc này vào, cho một rúm chè này vào, rúm thôi, ít thôi, không cần nhiều vào. Đây, vài nhát cam thảo vào để cho nó dễ uống và đồng thời nó cũng tham gia giải độc, thanh nhiệt. Kỷ tử nữa đây, cho nó vào, đổ nước sôi vào, hãm độ khoảng 5-7 phút gì đấy thì ta rót ra uống vào. Đây, vào. Và sau 5 đến 7 phút thì rót trà ra uống thôi, cũng như uống trà bình thường thôi. Đầu xuân người ta uống thì người ta cảm thấy con người ta tỉnh táo, thoải mái. Về huyện Ân Thi, hẳn ai cũng đều biết đến làng Sống Thọ, thôn Đào Xá, xã Đào Dương, bởi chỉ tính riêng các cụ từ 90 tới 105 tuổi, thôn đã có 60 cụ. Vậy bí quyết nào giúp người cao tuổi ở đây sống thọ và minh mẫn, hoạt bát, sống vui, sống khỏe bên con cháu? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm làng Đào Xá qua phóng sự dưới đây. Như thông lệ hàng năm, cứ đến ngày giáp Tết, xã Đào Dương nói chung và thôn Đào Xá nói riêng đều tổ chức chúc thọ cho các cụ cao niên. Đây vừa là dịp để chào đón một năm mới, cũng là nguồn động viên tinh thần thiết thực và ý nghĩa nhất giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe.
Hàng năm chúng tôi cũng chỉ đạo cho hội người cao tuổi là triển khai trước Tết để các cụ cũng thấy phấn khởi, đón xuân vui vẻ. Năm ngoái thì tổ chức chung cả xã, nhưng mà năm nay thì lại vì cái đặc thù có nhà văn hóa và các cụ cũng cao tuổi, cho nên chính vì vậy là chúng tôi cũng chỉ đạo cho chị làm điểm một thôn lớn này thôi. Còn các đơn vị khác còn lại là tổ chức tại địa nhà văn hóa của các thôn khác. Cũng là một trong những người cao tuổi được thôn Đào Xá tổ chức chúc thọ và mừng thọ trong ngày 19 tháng Chạp vừa qua, cụ bà Nguyễn Thị Ngân không khỏi vui mừng phấn khởi. Là một gia đình tứ đại đồng đường tiêu biểu của xã Đào Dương, cụ bà Bùi Thị Ngân và cụ ông Văn Đức Cừ lúc nào cũng vui vẻ quây quần bên con cháu gia đình, luôn sống trong không khí hòa thuận, yêu thương. Tuy có nhiều thế hệ chung sống, nhưng gia đình hai cụ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đây có lẽ là một trong những yếu tố giúp cho hai cụ, mặc dù đã ở tuổi 90 nhưng vẫn rất minh mẫn. Một cùng nhà thế hệ, bốn thế hệ cả con cháu chắc. Thì từ trước nay chúng tôi vẫn vui vẻ, con cháu vẫn ngoan ngoãn, làm ăn vẫn sinh hoạt, chúng tôi vẫn vui mừng, phấn khởi. Không khí trong ngàn thì trong người thì không có bệnh tật gì, vẫn vui khỏe vẻ, vẫn khỏe mạnh, ăn được ngủ được. Với dáng người nhỏ nhắn, động tác nhanh nhẹn hoạt bát, không ai nghĩ cụ ông Nguyễn Văn Thất đã ở cái tuổi 95. Cụ cũng là một trong số 10 cụ ở tuổi 95 của thôn được tổ chức chúc thọ vừa qua. Mặc dù sinh được 7 người con cái của cụ Thất đều thành đạt, kinh tế khá, thế nhưng cụ vẫn chưa muốn nghỉ ngơi mà vẫn tận dụng vườn nhà để trồng rau sạch. Bởi đối với cụ Thất, sống vui, sống khỏe không chỉ là niềm vui bên con cháu mà còn là niềm vui lao động. Từ thổ bé đến giờ chưa phải đi bệnh viện lần nào. Thế mà càng trở về già, càng sướng, không có một cái bệnh tật gì. Ăn một ngày chứ là ba bữa, sáng một bát cơm, trưa hai bát, tối hai bát. Các em nó không cho làm tí gì cả, nhưng mà tôi vẫn chăm sóc vườn vịu đây, tưới tắm, rồi trông nom cỏ giả, rồi lao động. Thế rồi đi thể dục thể thao. Mà tôi chỉ khuyên rằng là các cụ thì thôi thì già rồi, có tuổi rồi, thì ăn làm sao, ăn làm nhiều bữa và làm cho nó điều độ. Đến bữa thì phải ăn chứ đừng để quá bữa. Tôi nghĩ là chẳng còn cái gì nữa. Bằng cái tấm gương cụ, thực sự đến bây giờ tôi cũng rất tự hào về bố tôi. Theo thống kê, Đào Xá là thôn có số người cao tuổi cao nhất xã với 567 cụ. Trong đó, chỉ tính riêng số người cao tuổi từ 80 đến 89 có 144 cụ. Tuổi từ 90 đến 99 tuổi có 59 cụ và có một cụ 105 tuổi. Vì vậy, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm. Địa phương đã chú trọng xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Với sự quan tâm của gia đình và công tác chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi luôn được chú trọng, cộng thêm môi trường sống trong lành, có lẽ đây là một trong những bí quyết sống thọ của các cụ cao niên nơi đây. Câu chuyện về làng sống thọ vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.